Xin chào các bác nhá. Em lên nhanh cho các bác hai cái con bình gọi là hai cái cặp lồng cơm mới đúng hơn. Đấy thì để phục vụ cho những bác nào mà làm nhân viên văn phòng này, hay là mình di chuyển đi lại mà ăn uống ở cái mức độ là nó vừa phải thì mình có thể sử dụng cho em hai cái bình này, hai cái cặp lồng này nhá. Đấy thì đây đó là hàng lô địa của Nhật các bác nhá, hàng lô địa của Nhật. Đấy thì bên em sẽ mở từng cái một để các bác xem. Đây. Mở con này thì các bác sẽ bật hai quai ra nhá, bật hai quai này, nó có một cái dây này, dây để các bác xách nhá. Đấy, thì các bác bật hai quai này, nhấc này ra này. Đó, đầu tiên thì nó sẽ có một cái hộp, hộp này có thể mình đựng canh đựng kiếp nha, rất là chặt này. Đấy, cái này mình có thể đựng canh nhá, đựng canh này rất là chặt luôn này. Đấy, kín hơi lắm, cực kỳ kín. Đây là một món này, để em cho máy xa các bác nhìn nó dễ. Đấy, đây là một món các bác nhá. Tiếp theo này, bên trong nó có cái quai, các bác chỉ cho tay đây này, nhấc đây này, đó kéo ra nhá. Tiếp theo một cái nữa này, cái quai bên trong này cũng có một cái nữa nhá. Đây mình kéo quai xuống này, được chưa? Đây là cái quai, các bác cho tay vào nhấc ra, ok chưa? Đấy thì một khâu mà nó sẽ có ba món như này. Cái này nó to nhất này thì các bác có thể xoáy ra này, đó. Cái này thì mình có thể đựng cơm các bác nhá, cái này nó nhiều to này mình đựng cơm ở đây. Đấy, một cái âu này nó bằng một cái bát con cơm các bác nhá. Một cái này khi các bác lén lại nó sẽ bằng một cái bát con cơm. Đấy, con này vào đây. Đó, cái này thì mình sẽ đựng cơm. Được chưa? Tiếp theo. Cái này. Cái này thì mình có thể đựng một chút thịt. Được chưa? Một ít thịt, một ít rau. Đấy. Thịt và rau. Cái này thì mình có thể đựng canh. Đó. Đấy là trong trường hợp là bác nào ăn canh, còn em thấy là nhiều bác ăn khô nhá. Nhiều các bác ăn rất là khô thì mình có thể là đựng cái này bằng rau này, cái này đựng thịt này, cái này đựng cơm này. Đấy. Một nhân viên văn phòng thì thoải mái để ăn nhá. Đây là một con hàng lồi của lô địa Nhật các bác nhá. Đây là một cái hàng của lô địa Nhật rất là xịn. Được chưa? Cực kỳ xịn luôn. Đấy, cho vào đây. Giữ nhiệt rất là tốt các bác nhá. Đây bên ngoài nó là cái lớp giữ nhiệt, nó không giống cặp lồng bình thường đâu. Cái cặp lồng bình thường các bác thấy nó bằng nhiệt bình thường ấy, nó sẽ ra hết nhiệt, nó sẽ nguội. Với những cái này thì lại rất là hay. Đấy, nó sẽ giữ nhiệt, nó có cái này là giữ nhiệt cho cái bên trong. Được chưa ạ? Và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đấy, các bác cho cái này vào trước này, tiếp theo là cái này này. Đấy, tiếp theo đến cái này này. Ok chưa ạ? Và cuối cùng các bác chỉ cần đậy lắp lại. Ok. Ok, xong. Đấy. Thì con này nhá, để các bác giá là 650 các bác nhá. 650 nghìn cho con bình này nhá, 650 này. Tiếp theo là con bình này. Bình này mở bằng cách nào đây? Đây, cũng hai quai bật ra nhá. Đấy, cũng có hai quai bật ra. À, cái này mình để vào đây nhảy đúng hơn này. Đấy, nhảy nó đúng chiều này. Đây. Đó, cái này thì mình có thể nhét cái gì vào đây cũng được. Được chưa ạ? Đây. Con này thì về các bác chế hai cái dây nhá. Đây bây giờ các cái cặp sắt cái các bác móc vào đây này, móc vào đây các bác xong. Đó. Rồi, đây ủa cái này dày. Dày thế. Nhôm các bạn, nhôm. Đây nhá, bao gồm này một hộp này. Đó, con này thì giá là 550k này. Hai hộp này. Ba hộp này. Đấy. Đây các bác nhá. Thì cái này là mình to mình có thể đựng cơm này. Đó, cái này đựng cơm nhá. Cái này là một bạn con gái mua cho con gái các bạn. Mua cho con gái là ok này. Đấy, ăn ít này. Cái này thì mình có thể đựng thịt được này. À, cái đựng canh cũng được luôn. Nó có cái rong các bác này, rong kín này. Đấy, các cái món xào các bác nhá, món xào thì mình có thể đựng vào đây. Tiếp theo đây. Ui, cái loại này nó cũng kín lắm các bạn. Cái này là cái này của nó bằng kiểu lửa nhựa, lửa cao su các bạn. Rất là kín luôn. Đó. Cho vào đây. Cái này thì mình sẽ cầm vào đây các bạn nhé. Cầm nhé. Được chưa? Rất là tiện. Còn cái này sẽ cho vào đây. Và cái này sẽ đây lại.
Đấy. Mình sẽ dùng cái này khóa vào này. 1 2 xong. Đấy, mình mang cơm văn phòng này hay là mang đi đâu đó rất là tiện các bác nhá. Hay là mua cho con cái các bác đi học ở trường hay các bác bán chú bán trước ấy là rất là tiện, hay là sinh viên mang đi ăn thì rất là tiện, hay là bác nào mà đi ví dụ như là đi đâu đó cần ăn uống nhẹ nhàng thì có thể mang cái này, bởi vì là các bác nó có cái bình giữ nhiệt bên ngoài này, tiện nhất là cái này. Còn các bác mang cái cặp lồng cơm bình thường nó sẽ bị nguội, nhưng cái này nó sẽ giữ được nhiệt. Đấy, giữ được nhiệt rất là hay, thiết kế rất thông minh. Đấy, thì bác nào đấy thì alo em nhá, cái này là 650, cái này là 550. Vâng, em xin chào nhá.